NZXT, Kraken X72 và Corsair H150i Pro luôn là những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong danh sách dài dằng dặc những mẫu tải nhiệt nước all-in-one nhưng có hiệu năng cao. Và đây cũng chính là lần đầu tiên mà cả Corsair lẫn NZXT sử dụng radiator là 360mm trên những mẫu tải nhiệt nước của mình. Và đương nhiên rồi, mục đích chính của nó sẽ là để xử lý những viên xử lý có hiệu năng cao như là Intel Core i9 hay là AMD Threadripper. Cũng không lạ gì khi mà cả hai sản phẩm này đều chứa trong mình những công nghệ mới nhất của hãng, và chắc chắn là cả Corsair lẫn NZXT đều rất kỳ vọng vào đứa con cưng lần này của họ. Và hệ thống thử nghiệm lần này sẽ đưa cả hai mẫu tản nhiệt này tới giới hạn của nó với vi xử lý Intel Core i9 7980XE với 18x36 luồng xử lý, cùng lượng nhiệt tỏa ra chắc chắn là sẽ không hề ít một chút nào. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về nó thì có thể xem chi tiết ngay trong video này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào vấn đề chi tiết ngay sau intro nhé. Trước khi đến với kết quả test hay là đại loại thế thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu một chút về lý do vì sao có sự ra đời của H150i Pro cũng như là Kraken X72. Thì vòng lại một chút về khoảng tầm 1-2 năm về trước thì với những vi xử lý Intel Core i7 khủng khiếp nhất là Intel Core i7 6950X cũng chỉ có là 10x và 20 luồng xử lý cùng với mức TDP là 140W, hay phiên bản thấp cấp hơn là Core i7 6900X cũng chỉ có là 8x. Còn hiện tại với mẫu vi xử lý Intel Core i9 và khởi điểm đấy chính là i9-7900X cũng đã có là 10x rồi, và mức giá của nó chỉ phân nửa so với cả 6950X. Điều này cũng sẽ phần nào đó tăng số lượng người sử dụng những mẫu CPU cao cấp, và đây thực sự là một miếng bánh béo bở khi mà các giải pháp tản nhiệt khí đã gần như chạm tới giới hạn của nó và không thể phục vụ trong các giải pháp all-in-one sử dụng két làm mát là 280mm đã trở nên ồn ào và cũ kỹ do phải gồng mình hết công suất để giải nhiệt. Với một két làm mát 360mm thì các bạn sẽ có được diện tích lớn hơn khoảng tầm 10% so với cả 280mm. Nó sẽ tăng phần nào khả năng giải nhiệt cho những mẫu vi xử lý Intel Core i9 hiện tại khi mà giải pháp tản nhiệt nước custom vẫn đang còn khá là kén người dùng. Đầu tiên đến với cả Corsair H150i Pro thì đây chính là chiếc tản nhiệt nước all-in-one đầu tiên trên thế giới sử dụng bơm là Asetek Gen 6, và đây cũng chính là chiếc all-in-one đầu tiên của Corsair có LED RGB chính hiệu. Và H150i Pro được ra mắt cùng với cả H115i Pro và cả hai cùng sử dụng một ngôn ngữ thiết kế với nhau, và đặc biệt là phần block CPU. Thiết kế block mới cho các cạnh bo tròn xung quanh hình mai rùa nhìn có vẻ là unisex hơn, nhưng mà nó lại không cứng cáp bằng thiết kế cũ trên H100i. Đèn LED trên Corsair H150i Pro thì nó không quá đa dạng, chỉ ở mức là vừa đủ dùng mà thôi. Phần ống nước cũng đã được làm lại thanh mảnh hơn cũng như là gọn gàng hơn khá nhiều, nhưng nó vẫn giữ được vẻ cứng cáp bởi toàn bộ dây sẽ được bọc ru. Và điểm nổi bật nhất không gì khác đấy chính là két làm mát cỡ lớn 360mm có độ dày là 27mm, tức là nó sẽ tương đương với cả những két làm mát của EKVKB dòng SE siêu mỏng. 27mm nó là một độ dày khá là tốt để cho các bạn có thể nhét vừa vào 99% tất cả các loại vỏ cây rồi. Nhưng tất nhiên là vỏ cây sẽ phải hỗ trợ giải pháp tản nhiệt nước là 3 quạt. Nếu như sử dụng sang những mẫu két làm mát khác dày hơn thì hiệu năng của nó cũng sẽ tăng lên, nhưng mà vì nó dày hơn thế nên là khả năng tương thích vỏ cây sẽ kém đi, và điều này chắc chắn là không ai muốn đâu. Và quạt làm mát ở đây được sử dụng loại đấy chính là loại đệm từ trường ML120, nổi tiếng về việc siêu yên tĩnh của nó do nó sẽ không có sự cọ sát vật lý giữa trục cánh quạt và khung quạt. Ngoài ra, quạt của Corsair H150i Pro cũng đã được nâng cấp thêm tính năng là không decibel giống như trên EKVADA Evo, và quạt sẽ không quay, có nghĩa là quạt sẽ ngừng quay khi mà CPU của các bạn đủ mát, thường là sẽ dưới 40 độ. Vậy còn đại diện tới từ NZXT thì sao? NZXT Kraken X72 vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế phải nói là hoàn hảo từ X52 và X62, với phần block CPU được phủ gương cùng đèn LED kỹ thuật số dạng vô cực siêu đẹp và có thể điều chỉnh dễ dàng như phần mềm NZXT CAM. Mặc dù Kraken X72 và X62 vẫn sử dụng chung bơm là Asetek Gen 5 với cả X61 hay là X51, tuy nhiên bơm đã được NZXT cải tiến và giảm thiểu tiếng ồn đi đáng kể. Ống nước vẫn là loại bọc dù khá đẹp và gần như là bê nguyên si từ X62 hay là X52 sang. Két làm mát có độ dày tương tự như là của H150i Pro là 27mm, và đây có vẻ như là độ dày ưa thích của rất nhiều hãng sản xuất tản nhiệt nước all-in-one, không chỉ riêng NZXT hay là Corsair. Quạt đi kèm sẽ là AR, không có LED, và tốc độ sẽ dao động từ 500 cho tới 2000 rpm. Con số này sẽ nói lên rằng X72 sẽ không có tính năng tự tắt giống như là trên H150i Pro, nhưng bù lại tốc độ vòng quay đã được đẩy lên tới là 2000 vòng. Nó lớn hơn rất nhiều so với cả con số 1600 của chiến tuyến bên kia.
Và như đầu video mình đã nói thì mình sẽ sử dụng chùm cuối về nhiệt độ để vắt kiệt sức hai mẫu tẩy nước Odin này. Đây chính là mẫu vi xử lý Intel Core i9-7980XE 18x36 luồng xử lý và mức TDP cao ngất ngưỡng của nó là 165W. Và với mức xung cao kèm với cả nhiều nhân thì nó sẽ tỏa ra rất nhiều nhiệt. Và mình sẽ stress của nó bằng IDA 64 và PRAM 95. Mỗi bài test của nó sẽ kéo dài là 30 phút và nhiệt độ phòng của mình sẽ là 22 độ. Các bạn nhớ là mình sẽ đặt ở nó trên bàn ben, thế nên nhiệt độ của nó sẽ phần nào tốt hơn là khi các bạn đặt trong vỏ cây. Do core xe có tới 3 chế độ là Balance hay còn gọi là cân bằng, Performance hiệu năng cao và Silent yên tĩnh. Còn NZXT sẽ chỉ có Performance và Silent mà thôi. Thế nên mình sẽ tạm bỏ qua kết quả ở chế độ là Balance của core xe. Đầu tiên đến với chế độ Performance trong IDA 64 thì core xe H150i Pro cho kết quả khá là tốt khi nhiệt độ của nó sẽ vào khoảng 58 độ so với con số là 60 của Kraken X72. Tuy nhiên điểm đáng chú ý ở đây đấy chính là tốc độ quạt. Khi mà core xe H150i Pro phải đẩy tốc độ quạt lên tới 1600 RPM thì X72 vẫn giữ của nó ở khoảng là 1000 RPM mà thôi. Do đây là chế độ mặc định của nhà sản xuất, thế nên mình sẽ không can thiệp gì vào cả. Và cũng có thể thấy là NZXT họ khá chú trọng vào việc yên tĩnh cho dù là nó có thể nóng hơn một chút so với cả đối thủ. Và kết quả khi chạy Prime 95 mức cao nhất, và các bạn có thể thấy là H150i nó sẽ tiếp tục cho nhiệt độ tốt hơn, nhưng mà bù lại tốc độ quay của nó sẽ là lớn hơn và có một vài âm thanh nhỏ. Tuy nhiên các bạn sẽ không quá khó chịu đâu. Còn Silent thì sao? Sự yên tĩnh đấy chính là đích đến của rất nhiều khách hàng khi sở hữu tản nhiệt nước. Bởi vì chỉ cần phân nửa tốc độ quạt thôi thì nó cũng đã có được hiệu năng tương đương hay là vượt so với cả tản nhiệt khí khi chạy hết tốc rồi. Và chế độ Silent chính là nơi mà có rất nhiều điều hay ho xảy ra nhất. Mặc dù là Kraken X72 vẫn giữ nguyên lý đấy chính là càng êm càng tốt và hạ tốc độ quạt xuống chỉ còn là 630 RPM so với cả con số 800 của core xe, nhưng mà hiệu năng làm mát của nó lại hoàn toàn nghiêng về X72 khi nó còn thấp hơn 8 độ khi chạy IDA 64 và 4 độ khi chạy Prime 95. Vậy là cả hai ứng cử viên đều có thể dễ dàng trải qua bài thử nghiệm mặc định. Nhưng mà khi chúng ta ép xung CPU lên thì sao? Với sự mát tay của TestLab thì chiếc Intel Core i9 này cũng đã có thể đạt được mức xung là 3.9 GHz. Trong bài thử nghiệm IDA 64 thì H150i và X72 đều cho mức nhiệt độ vào khoảng là tầm 80. Nhưng mà đây là ngưỡng tối đa của H150i rồi. Còn với X72 thì vẫn chưa, vì mình vẫn còn có thể điều chỉnh được quạt của X72 từ 1600 hay là lên tới 2200 RPM và kết quả nhiệt độ sẽ giảm đi đáng kể, chỉ còn khoảng tầm 70 mà thôi. Và đánh đổi lại đấy chính là nó sẽ hơi ồn ào một chút khi tốc độ quạt lên cao. Khi nhảy qua bài Prime 95 thì Kraken X72 vẫn áp đảo khi nó hơn tới 10 độ khi chạy ở tốc độ quạt là tương đương với cả H150i và nó còn mát hơn nữa khi đẩy tốc độ quạt lên tới 2200 RPM. Nhưng mà mình cũng khuyến cáo các bạn đấy chính là mặc dù Kraken X72 có hiệu năng tản nhiệt CPU rất tốt, nhưng mà khu vực VRM lại gần như là không được làm mát chủ động. Trong quá trình test thì mức xung của 7980XE liên tục không ổn định do khu vực VRM của nó quá nóng và nó có thể lên tới trên 100 độ. Và sau khi mình thử chĩa thẳng quạt vào khu vực VRM thì nhiệt độ của nó đã được giảm đi đáng kể và mức xung cũng đã ổn định hơn. Do đó nếu như các bạn muốn ép xung những CPU cao cấp thì nên tìm tới những giải pháp tản nhiệt cho cả VRM nữa. Ví dụ như là mình đã chĩa thẳng quạt vào phần VRM, hay là ăn chơi hơn thì các bạn có thể sử dụng monoblock giống như trên những mẫu tản nhiệt nước custom. Vậy là cuối cùng chúng ta cũng đến với phần kết luận cuộc chiến giữa hai ông lớn là NZXT Kraken X72 và Corsair H150i Pro. Thì kết quả như thế nào thì chắc là mình sẽ dành cho các bạn ở phần comment. Còn theo ý kiến cá nhân của mình thì mình sẽ thiên về Kraken X72 hơn, bởi vì có vẻ như là nó sẽ phù hợp với mình hơn khi mang lại một thiết kế rất là chất. Kèm với đó nữa là hiệu năng tản nhiệt tốt hơn so với cả Corsair H150i. Nhưng mà khi xét về một khía cạnh nào đó, đấy chính là mức giá của Kraken X72 là khoảng tầm 6 triệu đồng. Nó đắt hơn khoảng tầm 700 nghìn so với cả Corsair H150i. Thì trong tầm giá 5 triệu 3 đấy thì Corsair H150i nó đã làm quá tốt về mặt hiệu năng dành cho các bạn rồi. Và nếu như các bạn sử dụng những hệ thống nhỏ kiểu như là sử dụng i5-8600K hay là i7-8700K và các bạn có ép xung nhá, thì Corsair H150i nó vẫn có thể đáp ứng một cách rất tốt và đảm bảo cho hệ thống của các bạn là luôn yên tĩnh. Kết hợp với đó là Corsair họ có chế độ là 0 decibel đảm bảo cho các bạn là cực kỳ yên tĩnh luôn. Và ý kiến của các bạn như thế nào thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.